Ghi lê hồ gió mọi người, Tiểu Vi và Ngọc Phước chung chí hướng. Tới tầm này rồi thì... Wow, không có đâu, không có. Tầm tầm... Thì mọi người hãy cho tôi biết, mọi người dự đoán xem ai là người giữ được tấm thẻ quyền lực Đỗ Dương ạ? Tôi đoán trước. Tôi đoán anh Tú. Tôi đoán anh Tú. Sao em cứ nhắm vào anh nhờ cái nhờ? Từ đầu đến giờ em cứ nhắm vào anh nhờ? Nhưng mà anh tôi biết là cũng đoán anh nhiều rồi. Tôi cũng đoán anh Tú. Ấy, đồng đội cũng đoán vậy sao? Tôi đoán Kiều Lê. Tôi đoán Kiều Lê. Tôi đoán Kiều Lê. Tôi luôn có những lời giải thích cho chính bản thân mình và lựa chọn của mình. Anh dữ cả. Tú đáng ai vậy? Ủa khoan, Tú đáng ai? Ủa sao mà kêu lại trên vậy? Khoan, quan trọng là Tú đáng ai? Tú đoán Khánh. Ủa? BB đoán ai? Anh đã đoán Tú rồi. Anh cùng ý lại Khánh.